Xin chào các bạn đã ghé thăm lại kênh Nguyễn Cường ha. Hôm nay mình có đọc một số bài báo về cái tình trạng mà thất nghiệp á của mấy chị em công nhân á. Phần lớn là ở Đồng Nai, Bình Dương ha, những khu công nghiệp ở miền Nam. Và mình thấy rằng họ làm lâu rồi nhưng mà họ không có cái sự phòng bị nào hết. Và khi mà cái sự việc này nó ập đến á thì họ lại than. Đương nhiên cái điều này được quá bình thường đúng không? Bởi vì mình cứ nghĩ rằng lương của người công nhân là lương cơ bản rất là thấp, chỉ có 6 triệu, 7 triệu tăng ca rồi lên 8 triệu. Cho 5 triệu đi, tăng ca lên 7 8 triệu. Sống sao đủ đúng không? Thì theo một phong lệ bình thường cứ như vậy thôi, sống sao đủ. Thêm người chồng nữa cho lương tầm khoảng 10 12 tới 14 triệu một tháng. Đó, thì mình sẽ mặc định rằng sống sao đủ. Cứ cuối tháng á cuối tháng á mình xài hết tiền bắt đầu mình mượn. Rồi đầu tháng á mình nhận lương xong mình trả dần. Đó, và cái vòng lặp đó nó cứ lặp đi lặp lại hoài, mình không có thoát ra được. Giống như cái thời sinh viên á, giống như mình học thời sinh viên cũng vậy. Thường là 15 ngày đầu tháng á là mình sống rất ok, nhưng mà nó hết tiền. Hết tiền từ 15 ngày trở đi nó bắt đầu mượn tiền sống ha. Đó, phần lớn là vậy. Phần lớn là vậy, nhưng mà mình là mình không có vậy mà. Mình là mình xài rất là vừa phải, không có quá lố. Vậy thì cái điều gì làm cho người công nhân là họ sẽ vững vàng hơn trong tương lai? Làm sao để không phải là làm tới 10 năm trời rồi mà bây giờ ngồi than, than rằng đời công nhân nó khổ lắm. Chắc chắn là vậy rồi. Sống công nhân mà mức thu nhập bấp bênh, làm việc thì đầu tắt mặt tối đúng không? Ai là công nhân thì sẽ hiểu đúng không? Mình là công nhân rồi các bạn. Mình tốt nghiệp đại học ngành xây dựng, nhưng mà mình có một thời gian mình làm công nhân rồi. Mình làm không phải là làm full, mà mình làm part time ở cái giai đoạn mà mình thất nghiệp thôi. Giai đoạn mình thất nghiệp gần cuối năm, lúc đó là mình xuống quận 9 á, mình làm công nhân, mình đóng gói hàng cho Coca-Cola. Họ làm những cái sản phẩm quà tặng cuối năm á, đó mình làm cái khâu đó, mình đóng gói hàng. Thì mình đóng trong vòng mười mấy ngày là mình kiếm được đâu khoảng 2 triệu 2 triệu 7. Làm đó khoảng 2 triệu 7. Trải qua rồi ha. Mình giữ xe mình cũng làm qua rồi. Giữ xe mình làm đâu khoảng nửa năm hay 9 tháng gì đó. Và mình nhận ra là cái công việc nào á cũng được hết á, miễn là nuôi sống mình là được. Nhưng mình phải phấn đấu, mình phát triển đó. Các bạn có bao giờ đọc sách không? Hỏi mấy bạn công nhân có bao giờ đọc sách không? Nhưng mà hồi mình giữ xe á là rảnh là mình ngồi mình đọc sách. Rảnh là mình ngồi mình đọc sách, lấy sách ra mình đọc. Hồi đó mình đọc sách chủ yếu về phát triển bản thân thôi. Người ta gọi là sách self-help á, sách lừa đảo á, tạo nên ảo tưởng sức mạnh á đó. Bây giờ là người ta nói cái sách self-help là như vậy ha, nhưng mà mình thấy nó cũng có những cái mặt tốt của nó mấy bạn. Nó làm cho mình có cái động lực để sống, để làm việc. Mình làm công nhân cũng vậy, làm tối về rất là mệt ha. Mà mình ngồi mình đọc sách, mình nghiên cứu thêm, mình học thêm mấy bạn. Mình học về online, mình học về marketing, học về cách bán hàng để mà mình phấn đấu lên, mình không còn phải để lặp lại cái việc đó nữa. Đó, ngồi ra thì để mà có cái sự chuẩn bị tốt hơn trong tương lai đó là mình tiết kiệm.
Ví dụ hai vợ chồng lương 14 triệu một tháng, tiết kiệm 2 triệu một tháng đi, đúng không? Mình tiết kiệm 2 triệu một tháng đi, bỏ ăn nhậu đi. Mình thấy mấy anh em công nhân đó, đi làm ra là nhậu à, giống mấy anh em phụ hồ đó, đi làm ra là nhậu à. Tại sao vậy? Tại sao mình không biết để dành, đúng không? Mình để dành để đâu phải là cái công việc lúc nào nó cũng còn đó đâu. Nó bắt chờ một cái người ta thích, người ta sa thải mình, tại mình làm thuê mà, đúng không? Mà công nhân thì làm theo cái đơn hàng của những cái doanh nghiệp nước ngoài người ta đặt hàng. Ví dụ thì kinh tế đi xuống, người ta dừng một cái thôi là mình mất việc rồi, mình mất việc rồi, cái khoảng thời gian đó mình sống bằng gì mà. Lương trợ cấp thất nghiệp chỉ đủ 3 tháng cho, ví dụ một năm được 3 tháng cho mình sống thôi, sống tạm. Mà cái lương thất nghiệp thì đâu có bao nhiêu đâu. Mà nếu mà mình làm trong vòng 10 năm đi, một năm mình tháng mình để 2 triệu đi, bỏ qua cái lãi suất đi, là một năm để được 24 triệu, 10 năm là bỏ 240 triệu rồi. Bạn thấy không? Nó rất là lợi hại chứ. Đủ để mà mình vượt qua những cái giai đoạn mà thất nghiệp khó khăn rồi, đúng không? Đó. Cho nên mà mình lên mình đọc á, mình thấy cũng tội, nhưng mà nghĩ lại đi, là mọi thứ do mình hết á. Thiệt sự là mọi thứ do mình hết. Mình có chơi với một đứa em. Đây đứa em tên là Long nha. Mình có để ảnh luôn. Bây giờ mình về mình edit mình để ảnh nó luôn. Nó là công nhân đó bạn. Nó học mới lớp 9 thôi. Quê ở Phú Yên. Học lớp 9 thôi và sau đó lên làm công nhân ở Đồng Nai đó. Đó, có mấy anh em công nhân nào mà hồi làm cùng thời nó mà vào xem nó xác nhận giúp mình nha. Nó làm công nhân ở Đồng Nai đó. Sau đó là nó cảm thấy cuộc sống nó khó quá, khó mà để mà phát triển làm giàu được. Sau đó bắt đầu nó mới đi học về kinh doanh, về bán hàng. Thì sau đó là nó về phòng trọ của nó, mấy anh em công nhân ở chung mà. Bây giờ phòng trọ nó tập bán hàng, nó tập làm website, nó tập viết bài rồi. Đương nhiên nó chỉ về cơ bản thôi, đúng không? Website nó mình coi nó xấu quách à. Nhưng mà nó cũng có website, tại vì nó tự làm mà, nó đâu mất tiền đâu. Bài viết nó cũng không có được hay, nhưng mà nó thật thà, nó chân thành. Đó, và cứ như vậy túc tắc như vậy nó làm một hai năm đầu, bắt đầu là nó có thu nhập, nó bán được hàng, nó có thu nhập rồi. Nó nghĩ là công nhân, nó lên Sài Gòn nó mở shop, nó kinh doanh luôn. Mà nó người ta cũng là công nhân thôi mà, người ta biết trau dồi, người ta biết học tập, đúng không? Tối về người ta không có nhậu nhẹt. Nó nói là bạn em, mấy đứa bạn công nhân tối nào nó cũng nhậu đó, trong phòng nó tối nào cũng nhậu. Mà nó thấy em viết bài á, nó còn chọc quê em nữa. Chọc quê đồ, bữa nay đồ, làm doanh nhân đồ á, nó chọc quê vậy đó. Đó, mấy bạn thấy không? Cũng hai đời sống công nhân mà. Long bây giờ nó có một cái thương hiệu là Fly Store, nó bán dây thừng. Rồi nó có cái nhà máy nó sản xuất keo. Và hiện tại vừa rồi là hai chồng mới vào Nha Trang mình chơi, có alo mình đi Phan Rang rồi chơi. Thì nó sắp tới em khởi nghiệp thêm một cái nghề, ngành nghề nữa. Đó, anh chị thấy không? Khi mà chúng ta có một cái nền tảng rồi đó, chúng ta dễ làm lắm. Chúng ta ra, chúng ta muốn làm cái gì chúng ta cũng bắt đầu được á. Chúng ta biết được mình nó bắt đầu từ đâu, vị trí mình đang đứng là ở đâu và mình bắt đầu từ đâu. Còn mà nếu mà công nhân mà mình lãnh lương rồi mình ăn mình nhậu như vậy thôi chứ suốt cuộc đời nó cũng có thay đổi được cái gì đâu. Đó là cái gương, đó là cái gương mà công nhân mà phấn đấu lên thành doanh nhân ha.
bây giờ mình gọi nó là doanh nhân đó bạn, không kinh doanh lớn nhưng mà kinh doanh nhỏ đúng không? Nó đi làm từ thiện rồi giúp đỡ người ta, tạo công ăn việc làm cho những người khác. Nó trải qua cái cuộc sống khó khăn đó rồi, nó cũng yêu thương những người nhân viên nó hơn, nó có những chế độ nó tốt hơn. Rồi, một tấm gương nữa. Một tấm gương cũng là công nhân nữa nhưng mà có thể mua nhà đâu được. Đó là đứa em họ của mình. Đó là công nhân, công nhân ở công ty Yến Xào Sanet Khánh Hòa. Nó làm cũng 10 năm nó để dành. Nó để dành tiết kiệm. Chồng nó cũng để dành tiết kiệm. Rồi 10 năm sau nó mua cái nhà nó ở. Và bây giờ hàng tháng nó cứ tiết kiệm. Hàng năm nó có lên thêm lương thưởng của chiến sĩ thi đua rồi nữa. Nó bỏ vào nó tiết kiệm, nó dành dụm. Nó không có kinh doanh gì hết nhưng mà nó làm ăn bình thường thôi. Lâu lâu làm mệt quá hay lên Facebook than cái là hết, vẫn làm tiếp, vẫn vòng quay công nhân đó tiếp. Nhưng mà nó có cái tiền tiết kiệm nó đỡ hơn. Ví dụ bây giờ nó có thất nghiệp nó cũng đỡ hơn các bạn. Đúng không? Nó có thất nghiệp nó cũng không lo. À, thất nghiệp thì cũng có cái tiền ấy rồi, sống tạm rồi. Thì mình tìm cái công việc khác mình làm tiếp. Đó. Nhưng mà mình cũng nói rồi, mình cũng đưa ra cái đề nghị đó là học thêm cái nghề nào đó để cái cuộc sống, để mà khi mà mình bị người ta sa thải đó thì mình có cái nghề để mình còn làm tiếp, mình trang trải cuộc sống. Thích làm bánh thì đi học làm bánh đó, thích làm cái gì đó đi học làm đó đó mấy bạn. À, mình phải phấn đấu lên. Ví dụ như là ta ngủ dậy 7 giờ, người ta đi làm thì mình ngủ dậy 5 giờ. Mình tìm thêm những cái kiến thức mới mình học. Ví dụ làm YouTube chẳng hạn. Làm YouTube cũng được mà, làm YouTube làm ngon lắm á chứ. Mình làm kiên trì và biết cách làm, học cách làm mình làm ngon lắm á chứ các bạn. Kiếm tiền nhiều lắm á. Cho nên là cuộc sống của mình do mình quyết định thôi. Đừng có đổ thừa và đổ lỗi. Không ai quyết định thay mình đâu. Đúng không ạ? Cố lên mấy anh em công nhân, bây giờ mình phải phấn đấu thôi chứ không còn con đường nào khác đâu. Quanh đi quẩn lại thời gian nó nhanh lắm, mình không phấn đấu nè mình già ngay là mình khổ luôn á các bạn. Tuổi trẻ mình còn sức mà mình làm kiểu đó, không chịu phấn đấu làm ăn mà khi về già nữa thì thôi, sức đâu mà làm, đúng không? Cho dù cơ hội đến là mình cũng có sức đâu mà mình làm, có kiến thức đâu mà mình làm. Khi cái tuổi trẻ mình trải nghiệm nhiều, mình có kiến thức thì cơ hội nó, khi vào tuổi trung niên cái cơ hội nó đến rồi mình dễ làm hơn. 35, 40 tuổi rồi mình cũng tự tin mình làm hơn các bạn. Rồi video này thì mình xin dừng tại đây ha. Mình cũng không muốn cái ngụ ý của mình trong video này không phải đá kích mấy anh em công nhân, mấy chị em công nhân gì hết. Mình chỉ nói là, chỉ muốn nhắn nhủ là cuộc sống á, cuộc sống nó không có dễ dàng đúng không? Nên mình phải biết phấn đấu, phải học tập, rèn luyện, học thêm nhiều cái ngành nghề mới. Tại vì bây giờ công nghệ nó ngày càng phát triển á, thì tương lai robot nó ra đời, bắt đầu nó áp dụng vô nhiều nhà máy thì nhiều anh em công nhân sẽ thất nghiệp nữa. Cho nên là mình phải phấn đấu lên, mình tìm hiểu những cái gì mới để mình học tập, mình trau dồi, để mình kiếm thêm tiền. Rồi. Đó. Video này mình sẽ dừng tại đây ha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong cái video tiếp theo.